dưỡng da của Ori rất là lâu rồi mọi người ạ. Cô đấy thì cô chỉ thích dưỡng da thôi. Cô ấy thích hình như đâu đấy chắc phải 10 năm đấy. Bởi vì là cô ấy dùng còn trước khi mà em làm với cô đấy cơ. Em được người khác giới thiệu. Và khi mà em biết là cái cô có rất là nhiều vấn đề về sức khỏe, em có chia sẻ với cô rất nhiều lần, thậm chí là tặng cả sơ, nhưng mà cô đều không tin ấy. Và cô đều nói là cô thấy sản phẩm của Malaysia rất là tốt này. Rồi cô cũng từng dùng của Amway, cô dùng cũng cô thấy cũng rất là ổn này. Đấy, thế mà vâng thế à, cháu cũng chưa biết về cái sản phẩm bên Malaysia đâu. Đấy, thế là cô nghe cô chia sẻ về cái sản phẩm đấy cô dùng như thế nào rồi hết bao nhiêu tiền và cô thấy là dễ chịu ra sao, em cứ gật gù nghe thôi. Đấy, thế sau đấy là sau cái buổi nói chuyện đấy tự nhiên cô lại bảo đặt cho cô dưỡng da. Đấy, nhưng mà sau đấy một cái khoảng thời gian sau ấy thì em lại gọi điện hỏi cô, đợt này sức khỏe cô tốt vẫn vẫn ổn chứ cô? Đấy, thì cô bắt đầu bảo là thế nào đợt này cô lại bắt đầu đau lại. Đấy, thế là lúc này em bắt đầu là cháu thấy cô dùng cái sản phẩm Malaysia cũng rất là tốt. Đấy, và nó cũng cải thiện cho cô một khoảng thời gian, nhưng mà có thể là nó chưa cải thiện được tận gốc ấy. Hay là cô thử trải nghiệm cái sản phẩm bên cháu đi. Cháu cũng đã từng chia sẻ với cô rất nhiều lần là mẹ cháu này, rồi những khách hàng xung quanh cháu đã cải thiện như thế nào. Thế là cô nghe xong cô cũng gật gù thôi. Thế đến hôm sau nữa cô mới inbox cho em là lấy cho cô một liệu trình. Thì đến bây giờ ấy, từ trước Tết đến bây giờ là cô lấy vào 3 liệu trình. Liệu trình đầu tiên là chỉ một combo thôi, thứ hai cũng là một combo, và gần đây nhất thì tháng này là cô đặt một set bột, một set canxi, và em lấy cho cô với lại sơ ấy, là em lấy cho cô được thêm 4 bát giảm 5%. Cái đơn hàng đâu đấy nó vào hình như là 500 BB sao ấy. Đấy, thì em thấy là nói chung là cũng phải tính cả năm đấy. Chia sẻ cho cô nét, cô lắc đầu ấy, ửa à. Cô chỉ khen mấy sản phẩm kia thôi, thì em cũng gật gù thôi. Thì mình cứ chia sẻ về dưỡng da tiếp vậy. Đấy, thì em thấy là đôi khi mình cũng không cần phải quá tranh cãi đâu, bởi vì thực ra là mình cũng chưa thực tìm hiểu, và khách hàng cũng đang chỉ sử dụng cái sản phẩm đấy có thể là cũng đang rất là hiệu quả. Nhưng mà những cái sản phẩm đấy thì có thể là sau đấy mình cũng biết là chắc chắn là nó sẽ vẫn bị lãi, thì mình cứ thi thoảng mình lại chia sẻ những câu chuyện cho khách hàng với cái mong muốn là mình chia sẻ thôi. Đấy, thì em thấy là như thế thì nó lại mang lại hiệu quả và cô lại rất là quý. Và dù cô bảo là tao phải nói thật với mày là trên tao ấy đầy người nó dùng tao làm, à dùng tao dùng, nhưng mà tao lại cứ thích dùng của mày. Đấy, và cô rất là nhiều lần mời mời em lên chơi ấy, vừa rồi kể cả xây nhà mới cũng mời lên, mời ba mẹ con lên luôn. Cô bảo là nếu mà khó đi lại thì cô có người gì đấy đi xe lên thì cô bảo đón lên, nhưng mà thực sự là em thì chưa lên được. Vừa rồi cô cũng bảo là mang hàng lên đi, tao không nhận gửi nữa đâu, lên đi chơi. Nhưng mà vừa rồi lại bận cưới nhà chị Kim nên là cũng không lên được. Thế cô bảo là gửi lên. Đấy, là rất là thoải mái. Đấy, em thấy là đấy là một cái tình huống mà ban đầu phản đối nó khó lắm, mặc dù rất là yêu yêu sản phẩm mỹ phẩm đấy, nhưng mà nhất quyết là không muốn dùng đâu, tặng cũng không dùng luôn. Đấy. Hay quá, câu chuyện của Hương rất là hay. Khách hàng chê đúng không ạ? Khách hàng chỉ Đấy. khen nào khác thôi, cũng khá tương tự như vừa rồi. Và bạn ấy áp dụng cũng rất là khéo. Và khách hàng giờ là nghiện người rồi đúng không ạ? Nghiện người rồi.